sáng sớm 12 tháng 6, trước khi diễn ra chương trình gặp gỡ đối thoại với 4.500 công nhân lao động trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến phòng trọ của một gia đình công nhân đang thuê trọ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi, động viên, chia sẻ tặng quà gia đình. Cùng đi có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Từ 9 giờ sáng nay 12 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động có mặt trực tiếp tại điểm cầu chính ở tỉnh Bắc Giang, trực tuyến tại 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và tại trụ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Trưa 12 tháng 6 kết thúc giờ làm bài môn toán tại điểm thi Trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh, ghi nhận cho thấy thí sinh ra về với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhận xét về đề thi môn toán năm nay, cô Phạm Thị Thanh Thủy, tổ trưởng tổ toán trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, quận 1 cho biết, giảng toán về xác suất thống kê không nằm trong chương trình học lớp 9. Tuy nhiên, trong hướng dẫn ôn tập chuẩn bị tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có đề cập đến giảng toán này, nên đa phần giáo viên hướng dẫn cho học sinh theo kiểu dò đường, chưa ước lượng được mức độ khó do đề thi các năm học trước chưa có. Mức độ phân hóa của đề thi năm nay tương đương năm 2020, do đó phổ biến dự đoán dao động từ 5,5 đến 7,5 điểm. Sáng 12 tháng 6 tại thành phố Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội hiến máu Quảng Ngãi giọt hồng gắn kết yêu thương và tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu năm 2022. Phát biểu khai mạc, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước tiến rõ rệt nhất là từ khi tỉnh Quảng Ngãi tham gia hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Nhân ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 gia đình và 12 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, tặng giấy khen cho 40 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, chương trình đã tặng phần quà hỗ trợ cho người nghèo mắc các bệnh về máu trong chương trình Động viên người bệnh vượt qua và sống khỏe. Ngày Môi trường Thế giới năm nay được chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động với chủ đề Chỉ một trái đất, nhằm truyền tải thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, người dân thành phố Hồ Chí Minh đều có những hành động cụ thể thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. Đã có ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra vào sáng 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ. Theo trang tin abcnews.gov.com, cảnh sát địa phương xác nhận thông tin trên và hiện trường vụ nổ súng gần cầu Big Four ở Louisville đã được phong tỏa. Tất cả các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. 4 em bị thương đã được đưa đến bệnh viện GOFL. Nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay, vũ khí nóng đã cướp đi sinh mạng của 18.000 người ở Mỹ, trong đó có gần 10.300 trường hợp tự tử. Chỉ riêng trong 3 ngày cuối tuần qua, ít nhất 124 người đã thiệt mạng và 325 người khác bị thương trong hơn 300 vụ nổ súng. Vừa tạo ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở vòng bảng, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ lại gồng sức trước thử thách khác khi sẽ gặp đương kim Á quân Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết. So với Hàn Quốc, đội bóng đến từ Tây Á rõ ràng là mạnh mẽ, có lối chơi chắc chắn hơn rất nhiều. Trong trận đấu này, Ả Rập Xê Út sẽ vắng hai trụ cột do thẻ phạt là Saadet Hamid và Ibrahim Manassi. Nhưng đội bóng này sẽ chào đón sự xuất hiện của Burkhan, tiền đạo cao 1m82 và đang là chân sút hàng đầu của họ. Về phía đội Việt Nam, trở thành không sai khi chúng ta bị giới chuyên môn đánh giá thấp nhất trong số 8 đội vào vòng đấu loại trực tiếp này, nhất là trước đối thủ vốn có gần nửa đội hình đang khoác áo đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út. Trận đấu giữa U23 Việt Nam, U23 Ả Rập Xê Út sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 lúc 22 giờ ngày 12 tháng 6.